Rồi, xin chào toàn thể anh em quay lại với kênh máy móc cầm tay của mình nha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đăng cho các bạn một số sản phẩm toàn là những sản phẩm nổi tiếng không nha các bạn, có thương hiệu đàng hoàng, những sản phẩm Nhật, Hàn Quốc. Thì trước khi vào video này thì anh em vui lòng là cho mình một like nha. Anh em nào đã đăng ký kênh thì cho nhớ cho mình một like, còn anh em nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ở bên góc phải màn hình đó. À, để mình có động lực làm video thôi. Thì để mua hàng anh em cứ gọi trực tiếp cho mình theo thông tin như trên 0378539922. Mình là Quang Binh Hiền Nguyễn, mình ở thành phố Quảng Ngãi nha các bạn. Địa chỉ mình là 31 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi. Anh em nào ở thành phố hay là ở Quảng Ngãi thì ghé trực tiếp cửa hàng mình để trực tiếp mua hàng. Quang Binh Hiền Nguyễn nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Và bây giờ mình sẽ không nói dài dòng mất thời gian mà sẽ đi vào nội dung chi tiết video ngày hôm nay luôn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình có về được một ít máy motor. Motor đây là motor của máy may nha các bạn. Đó, thì tí nữa mình sẽ giới thiệu sau. Và có lưỡi cưa Nhật. Hai lưỡi cưa này là của Nhật nha các bạn. Đó, lưỡi cưa này là lưỡi cưa đa năng này. Gọi là lưỡi cưa không phải đa năng mà gọi là lưỡi cưa cắt nhôm và cắt gỗ. Còn lưỡi cưa này là chỉ dành cắt gỗ thôi. Thì cho dùng cho máy cưa cưa bàn, cưa dĩa. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu cái lưỡi cưa này. Hôm trước á, mình về có mấy chục lưỡi à, nên không đủ đáp ứng cho anh em. Nhiều anh em gọi thì cũng như là nhiều anh em đã đặt hàng nhưng mà thiếu hàng á, thì hôm mai mình sẽ gửi mình trả cho đủ. Còn những anh em mà hôm trước đã đặt mình quả không có, bữa nay có thể đặt lại được rồi, tại vì đợt này mình về số lượng cũng tương đối nhiều nên anh em tranh thủ nha. Nhiều nói nhiều nhưng mà nếu mà phục vụ chắc sợ không đủ. Đây là những cái lưỡi cưa hôm trước mình nói đó, lưỡi 190 này. Cái lưỡi cưa này thì dành cho máy cưa dĩa chúng ta, máy cưa ấy lưỡi 190 là dùng được. Thì những cái lưỡi cưa này á là nó nằm ngoài bãi thì nó chắc chắn là nó sẽ bị cũ, bị dơ, nhưng mà chất lượng á thì nó chưa có bị chất lượng thì nó có chưa bị hư, tại vì nó chưa có sử dụng nên nó còn luôn cái đồ bảo vệ lưỡi nữa các bạn. Thì nằm ngoài bãi thì nó bị nước mưa nước đồ nó vô thì nó sẽ có những cái vết hen rỉ như thế này này, nó có vết rỉ sét này, nó sẽ bám này. Cái này thì không có quan trọng gì hết nha, không ảnh hưởng gì tới cái cưa hết đó. Lưỡi này là hoàn toàn là lưỡi Nhật hết. Thì lưỡi này nó có một số thông số như sau, mình sẽ cung cấp cho bạn một số thông số này. Lưỡi này là đường kính lưỡi là 190 này, rất rõ này. Nó có thông số là 20 52 răng. Đó, 52 răng. 52 răng này các bạn đó. Rồi cái lỗ, đường kính lỗ. Đây, số thông số nằm ở đâu trước mình nhớ mình thấy mình là quên tiêu. Đâu rồi ta? Đây này. Đây. 190 này, đường kính lỗ là 1.6 này. 52 răng này. Cái lỗ này lỗ 20 thì sao? Mình để chờ một tí nha. Hôm trước thì mình có đăng và mình quên nói cái kích thước lỗ các bạn. Thành thử ra một số anh em không biết cái kích thước cái cốt này là bao nhiêu. Thì hôm nay mình sẽ đăng cho bạn cái cốt. Này, cốt là cốt 20 các bạn. 1920 đó thì dùng cho máy có cốt 20 đó. Và cái độ dày của lưỡi này là mình hình như là 1.6, không phải 1.2 à, đây này 1.6 này các bạn. Đây, cái độ dày lưỡi 1.6 đó, và nó có 22 răng, 52 răng đó. Cái này là của Marui, này là hãng, nó là hãng Marui. Thì cái hãng này thì các bạn chữ Nhật không này, hàng này là hàng made in Japan nha các bạn. Bây giờ thì cái số lượng lưỡi thì nó sẽ có, mình có hai loại chính. Thứ nhất là Marimu này, Tibersaw Marimu đó, nó sẽ có hai loại. Cái lưỡi này là nó để chữ made in Japan luôn nè các bạn, nó lưỡi này nội địa Nhật luôn. Một số thông số này thì hai lưỡi này nó như nhau luôn, hai lưỡi này nó thông số lưỡi nó như nhau, nó
nó như nhau luôn nên giá nó sẽ bằng nhau. Và khi các bạn mua thì mình sẽ bóc đại nha, tại vì anh em nào ví dụ như mua 2-3 lưỡi thì mình sẽ cân đối lưỡi này lưỡi kia, còn mua một lưỡi thì mình sẽ bóc đại nha. Chứ bây giờ biếu mà lựa cái lưỡi Marui hay là lựa cái lưỡi này nhiều khi nó không có hàng cho các bạn lựa, bởi vì số lượng nó khác nhau lắm. Cái này có thể mà nó ít hơn cái kia nè, nó sẽ bị dính hoen rỉ nha bạn, nó sẽ bị coi. Nó sẽ bị đây này, nó bị nước mưa nó sẽ bị ố, nó dính này các bạn. Về cái đánh bỏ xi lin đánh là nó ra thôi, hay là RB7 xịt lên chùi nó cũng đi. Rồi thì lưỡi cưa này thì giá của nó là 160.000, giá này chưa bao gồm cái vận chuyển. Thì từ hôm nay thì bên mình đang hợp đồng với Giao Hàng Tiết Kiệm á, nên cái giá cước của các bạn nó sẽ rẻ lên rất là nhiều. Một đơn hàng chúng ta ship đi ngoài tỉnh nó chỉ còn 25-30.000 thôi, có nghĩa là các bạn mua cái này thì các bạn cộng cho mình 30.000 thì ship nó là được. Đó, là có nghĩa là nó đổi lên 190. Các bạn mua 2 lưỡi có 130.000 thì ship, mà mua 4 lưỡi cũng vậy thôi. Nói chung là nó cứ đồng giá 30.000, 25.000, 30.000 tùy cái đơn. Đó, made in Japan đàng hoàng nha. Lưỡi này giá 160.000. Vẫn là giá hôm trước thôi. Mình đợt này mình về số lượng cũng khá là nhiều nên mình mong là cũng sẽ đủ số lượng đáp ứng cho anh em. Rồi tiếp theo là lưỡi này, lưỡi này là 216. Lưỡi 216 này lưỡi chuyên cắt nhôm và cắt gỗ luôn nha bạn. Nó là bởi vì nó đắt 350.000, nó đắt hơn cái lưỡi kia rất là nhiều. Tại vì các bạn coi này, cái lưỡi này nó làm cái số răng nó dài hơn này, và cái lưỡi này nó được làm theo cái thiết kế để cắt nhôm á, hợp kim cắt nhôm nên nó sẽ đắt tiền. Nhưng đắt là so với lưỡi kia thôi nha bạn, chứ thiệt ra so với giá mới thì nó chả là cái gì cả. Những lưỡi như thế này bán giá mới thị trường không 700-800.000 một lưỡi lần, mà các bạn mua lưỡi đều đều ở ngoài thị trường cũng 400.000 một cái rồi. Đó, mà các bạn mua hàng bãi, nhưng mà hàng bãi chưa sử dụng luôn thì chỉ có giá là 350 thôi. 350 này thì các bạn về xài nó sướng lắm, nói chung là đồ Nhật xài nó sướng. Các bạn nhìn cái răng này nó bén mà nó còn đã lắm nha. Lưỡi này chưa có sử dụng gì hết trơn, nó 350.000 một lưỡi. Mình cái lưỡi này thì cũng có vài chục cái thôi, hôm trước thì mình đăng trong cái video kia thì nó cũng đã hết rồi. Rồi đây mình mới về được thêm. Rồi giá của cái lưỡi này á, mình quên đo. Thì lưỡi này này, đường kính lưỡi là 216, độ cái lỗ này là, đúng rồi, lỗ là 2. Đó, lỗ này mình kéo căng thước luôn là 254 đó, y số trên kia luôn các bạn. Đó, 254. Đó, 254 luôn. Và cái độ dày của lưỡi á, là thì nó 1,8mm độ dày lưỡi. Đó, rất là chuẩn luôn nha. Đó, thông số này các bạn nhìn cho kỹ thông số nha các bạn. Có nhiều anh em hỏi mình cái lưỡi này bỏ vô cái máy này kia được không, mình không biết rồi nha. Ví dụ như có nhiều anh em gọi hỏi mình là cái lưỡi này bỏ vô cái máy boss hay là máy Makita gì được không em, anh mình không có biết nha các bạn. Tại vì sao, các bạn lưỡi các bạn muốn biết không, các bạn đo cái lưỡi cũ hoặc là các bạn đo cái cốt rồi các bạn đo cái độ ấy của các bạn á, chứ còn mình sao biết nổi. Rồi cái cái lưỡi này là tốc độ vòng tua mắt của nó là 5.000 vòng nha các bạn, nó 5.000 vòng trên phút. Thì các bạn lưu ý là sử dụng cho những cái máy cưa như thế này thôi, đừng có sử dụng cho những cái máy cưa có dòng tua quá lớn. Lưỡi nó là lưỡi hợp kim. Rồi giá của nó là 350.000 một lưỡi, giá này là chưa bao gồm cái vận chuyển nha. Rồi tiếp theo, hôm nay là mình về cho các bạn rất là nhiều cái motor này luôn, thì mình cũng về được cả trăm á. Thì hàng này số lượng lâu lâu nó mới có nha các bạn, chứ không có liên tục được. Thì đợt nào có thì mình sẽ mua về. Thì cái đây phù hợp cho anh em nào thích chế cháo. Đó, motor một cái như thế này là giá nó cũng rất là rẻ các bạn, 120.000 thôi. Này. Đó, motor rất là đẹp luôn nha các bạn. Hình như là motor này vẫn chưa xài thì phải, mình không biết xài chưa. Nhông là nhông nhựa, cái nhông này thì các bạn thích bỏ nhông sắt nhông rồi thì cũng mở cái phe ra rút ra thôi. Đó, dễ lắm, bấm phe này. Thì con motor này thông số kỹ thuật của nó này, đó hãng của nó là Seawin Machine Moto,
Điện áp sử dụng là 200, 200 điện 200 luôn các bạn, điện 220V thì quá sướng luôn. Rồi nhiệt độ 50 độ C gì đó, và tốc độ không ăn dòng là 0,7 A, 10.000 vòng trên phút đó. Rồi ngày sản xuất này các bạn, 20 tháng 8 2015 à, phải không? 2000 mình không rành cái số này nó nói gì đó. Đó, Made in Korea luôn. Máy motor này motor Hàn Quốc. Nên này nó có cái ký hiệu này các bạn. Này, US này. Chuẩn gì đây, một cái tiêu chuẩn gì đó. Thì mình sẽ cung cấp một cái số cái kích thước cho các bạn về các bạn coi thứ nó phù hợp với chế không nha. Thì tổng thể này, tổng thể là tính từ đầu tới đít luôn đó nha. Là tính từ đầu đầu trục này luôn nè, tới đít luôn này. Đó. Là 117 mm, là có nghĩa là 11 phân đó các bạn, gần 11 gần 12 phân. Đó, đường kính của trục nó. Trục nó thì nó phân tầng các bạn, tầng trên là trục nhỏ này. Cái mình đo cái trục nhỏ cho bạn coi. Nó 370 nha. Đó, quên. Nó 380. Và đường kính của trục trong này là khoảng 5 ly các bạn. Mình kẹp không được khoảng 5-6 ly á. Rồi, đo không được. Rồi này, cái độ rộng của motor này nó 5 phân. Độ rộng bên này này 48 phân, 48 quên 16 phân rưỡi. Đó, một số cái đó. Một số cách thức thì motor này thì nó còn mới, như như là mới hoàn toàn luôn các bạn này, chắc bị sao mà người ta thả ra đây. Đó, các bạn coi thông số này, 180W nha. Chắc mình nghĩ là 180W thì một đối với một cái motor máy may nhỏ nhỏ như thế này á, thì mình thấy là cũng khá là cao các bạn. Tại vì các motor lớn lớn mình thấy cũng có 125W này. Bây giờ mình sẽ thử các bạn coi này. Để coi thử tốc độ nó quay nha. Rất là nhanh luôn các bạn. Đó. Quay rất là nhanh, rất là êm. Nó quay rất là êm luôn nha các bạn. Đầu tiên á, mình nghĩ motor này nó chạy chắc yếu yếu, mà ai ngờ nó chạy dã man thiệt kia. Đó, thì anh em nó chạy rất là tiết luôn các bạn. Tốc độ nó là 10.000 vòng này, 10.000 vòng trên phút này. Thì mình nghĩ là 10.000 vòng thì các bạn chế rất nhiều thứ, có thể chế cưa luôn mà. Thậm chí các bạn mua về độ cái lưỡi cắt cho này chế cưa bàn vẫn được á, DIY mà. Hoặc là giữ dùng bánh răng này để đưa vào truyền động thì cũng được. Rồi chế máy quạt này, máy quạt 10.000 vòng chắc hơi cao. Nhưng mà nói chung là các bạn về chế thích chế thì chế, motor rất là đẹp, rất là sáng, và giá của nó là 120.000 một chiếc nha. Đó, giá này thì quá hợp lý rồi, giá này bằng giá bãi thôi. Rồi bây giờ video mình thì hôm nay mình giới thiệu cho bạn ba sản phẩm như vậy đó. Thì thứ nhất là lưỡi cưa 160, lưỡi cưa to 300 350, và motor máy may là 120.000. Rồi, các bạn mua hàng thì gọi trực tiếp cho mình. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.